Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 22, trang 19-20 chính tả. Số 1 nhỏ điền vào chỗ trống A, âm L hoặc là N. Bé Minh ngã sóng xoài, đứng dậy nhìn sau trước, có ai mà hay biết. Như vậy các em sẽ điền L hoặc N vào những cái chỗ trống ở dưới đây. Có ai mà hay biết nên bé nào thấy đau, cho nên các em điền ở đây là nên bé nào, nên bé nào thấy đau. Tối mẹ về suýt xoa bé òa lên nức nở. Như vậy nức nở các em sẽ điền âm N. Bé òa lên nức nở, vết ngã giờ sực nhớ, mẹ thương thì mới đau. Rồi tiếp theo, câu B là các em điền vào chỗ trống vần út hoặc là úc. Con đò lá trúc qua sông. Như vậy các em sẽ điền vần úc. Con đò lá trúc qua sông, trái mơ tròn trĩnh, quả bồng đung đưa. Buốt nghiêng lất phất hạt mưa. Như vậy buốt nghiêng ở đây các em sẽ điền là vần út. Buốt nghiêng lất phất hạt mưa. Buốt chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn. Bút treo gợn nước Tây Hồ lăn tăn. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn. Như vậy ở trong bài văn sẽ có hai từ, có các từ ở trong ngoặc đơn thì các em sẽ chọn từ, chọn chữ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống. Như vậy các em sẽ hoàn chỉnh bài văn. Cái đẹp, cuộc sống quanh ta thật đẹp, có cái đẹp của đất trời. Nắng lắng chan hòa như rót mật xuống quê hương. Như vậy ở đây các em sẽ điền chữ nắng. Nắng chan hòa như rót mật xuống quê hương. Khóm trúc. Như vậy các em sẽ chọn từ trúc. Khóm trúc xanh rì rào trong gió sớm, những bông cúc vàng. Ở đây có từ cút và cúc thì các em sẽ chọn từ cúc. Cúc vàng lóng lánh nồng nàn sương mai. Như vậy cúc vàng lóng lánh sương mai. Như vậy ở đây các em sẽ chọn từ lóng lánh sương mai. Có cái đẹp do bàn tay con người tạo nên những mái chùa công vút. Như vậy các em sẽ chọn từ vút. Những bức tranh rực rỡ sắc màu, những bài ca láo lứt náo nức. Như vậy những bài ca náo nức, các em sẽ chọn từ náo nức. Lòng người nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn. Chỉ những người biết sống đẹp mới có khả năng thưởng thức cái đẹp.
và tô điểm cho cuộc sống càng tươi đẹp hơn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.